sẽ cập nhật các bạn thêm về vũ khí mới vừa được mới được trưng bày ngày hôm 23 tháng 12 năm 2019 tại hội chợ Việt Bắc 2019 do Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức. Hôm trước là xe tăng T-90, tên lửa SAM, UAV hay là những cái pháo mặt đất. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn về cái vũ khí mới nhất tại hội chợ Việt Bắc 2019 do Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là dàn tên lửa tự động được nhập khẩu từ Israel. Tất cả nó có 1, 2, 3, 4, 5 xe. Trước mắt là 5 xe, quay các bạn. 5 xe tên lửa đất đối đất phóng loạt tự động được nhập từ Israel. Tên lửa rất hiện đại nhé. Quay sang. Quay. Đây là tên lửa mới nhất của quân đội nhân dân Việt Nam trang bị cho bộ tư lệnh tên lửa của Việt Nam. Tên lửa này được phát hiện mục tiêu tự động từ xa và tự tấn công các mục tiêu khi được phát hiện. Đây là dòng tên lửa mới nhất được nhập khẩu từ Israel về nhé các bạn nhé. Đây là Zera, Zera là cái tên lửa này. Tên lửa rất mới nhập từ Israel, tên lửa tự động tự phát hiện mục tiêu, tự tiêu diệt mục tiêu khi phát hiện được mục tiêu của đối phương. Đây là dòng vũ khí mới nhất mà quân đội nhân dân Việt Nam mới nhập khẩu từ Israel về. Xa xa kia này, vũ khí mà mình đã giới thiệu các bạn ở phần 1. Còn bây giờ là hệ thống tên lửa mới nhất được nhập khẩu, tên lửa tự động đất đối đất được nhập khẩu từ Israel. Nói là thành tựu vũ khí của quân đội nhân dân Việt Nam được nâng đáng kể, Đảng Nhà nước đã quan tâm đầu tư cho lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta ngày càng lớn mạnh, trang bị các loại tên lửa hiện đại để bảo vệ đất nước. Tên lửa đất đối đất nha các bạn. Đất. Quay lại. Tên lửa đất đối đất được nhập khẩu từ Israel. Đây là tên lửa. Loại này có thể phát hiện mục tiêu, diệt được mục tiêu khoảng độ 50 đến 100 km. Hội chợ vẫn đang diễn ra và đến ngày mai 25 tháng 12 thì sẽ kết thúc. Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên vẫn đang tham quan rất đông, nhân dân các tỉnh khác cũng biết đến và họ cũng đến với Thái Nguyên rất đông để xem những vũ khí lạ mắt lần đầu tiên được trưng bày tại Việt Nam. Và rất vinh dự khi là được địa phương đầu tiên được quân đội nhân dân Việt Nam trưng bày những triển lãm vũ khí đời mới hiện đại nhất. Nhân dân Việt Nam tỉnh Thái Nguyên rất là tự hào trong những ngày này khi nhắc tới Thái Nguyên. Mà nha, đây là tên lửa đất đối đất, tên lửa tự động phát triển được phát hiện tự động diệt mục tiêu của đối phương nhé. Tên lửa này được nhập khẩu từ đất nước Israel, công nghệ sản xuất của Israel. Đây là do Israel sản xuất và Việt Nam được nhập khẩu về từ Israel, tên lửa tự động. Đây là dòng xe, đây là 5 xe thuộc biên chế mới nhất của lực lượng tên lửa pháo hạng Việt Nam